Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với chương trình UMC Podcast. Và chương trình như thường lệ sẽ được phát sóng vào 21 giờ mỗi tối thứ 2, thứ 6 trên fanpage, YouTube và website Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, khi là một người phụ nữ thì chắc hẳn hai trong chúng ta cũng sẽ đi đến khoa này tại bệnh viện để chúng ta có thể thực hiện thiên chức làm mẹ của mình. Và ngày hôm nay Minh Khoa sẽ giới thiệu cho quý vị về khoa này. Thì có lẽ là khi nói đến đây thì quý vị cũng sẽ biết được ngày hôm nay Minh Khoa sẽ giới thiệu đến quý vị khoa gì rồi, phải không ạ? Dạ vâng, đó là khoa phụ sản của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa phụ sản Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 2016 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối ưu dành cho phụ nữ và trẻ em. Đội ngũ thầy thuốc, thầy giáo, bộ môn sản nhi của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có kiến thức sâu rộng, mô phạm mà còn giàu kinh nghiệm lâm sàng, trực tiếp thăm khám, tư vấn và điều trị cho người bệnh. Khoa phụ sản cung cấp đầy đủ các dịch vụ y tế chuyên sâu về sản khoa, phụ khoa và kế hoạch hóa gia đình. Trong suốt hành trình mang thai và sinh nở, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tận tâm luôn đồng hành cùng bà mẹ và gia đình trong việc khám, theo dõi thai, tầm soát dị tật thai nhi và bệnh lý thai kỳ, đỡ sanh, mổ lấy thai, theo dõi, chăm sóc và tầm soát bệnh lý sơ sinh sau sanh thường và sanh mổ. Đơn vị chẩn đoán trước sinh là thế mạnh mũi nhọn của khoa nhằm phát hiện sớm các bệnh lý liên quan thai kỳ thường gặp, cũng như là những dị tật bẩm sinh của thai nhi, đánh giá mức độ ảnh hưởng của cuộc sống sau sinh của trẻ từ khi còn nằm trong bụng mẹ, với mục tiêu đột phá trong chuyên môn, áp dụng các kỹ thuật cao trong can thiệp bào thai, phù hợp xu thế chung trong sản khoa hiện đại. Khoa phụ sản nhận được sự tín nhiệm của hàng triệu người dân trong việc khám tầm soát, điều trị, chăm sóc đặc biệt cho cả mẹ và bé. Thực hiện khám và quản lý thai, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý trong thai kỳ như dọa, sỉ thai, thai lưu, thai ngoài tử cung, thai trứng, tiền sản giật, đái thao đường thai kỳ, nhau tiền đạo, nhau bông non, v.v. Tư vấn tiền sản, thực hiện các kỹ thuật khảo sát để phát hiện các bất thường trong giai đoạn sớm của thai kỳ, đặc biệt là các bệnh lý di truyền. Thực hiện các khảo sát và hội chẩn đa chuyên khoa, đảm bảo mục tiêu ra đời an toàn cho một thai nhi được xác định có khiếm khuyết bẩm sinh, chữa trị được trong giai đoạn sau sanh. Thực hiện các lớp học tiền sản, chuẩn bị sanh với sự tham gia của các cặp vợ chồng. Thực hiện đỡ sinh, các thủ thuật giúp sinh, phẫu thuật mổ lấy thai, giảm đau sản khoa trong chuyển dạ, trong và sau phẫu thuật. Theo dõi và chăm sóc trẻ sơ sinh. Đẩy mạnh các hội chẩn liên chuyên khoa để đạt kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh, kết hợp xử trí các vấn đề chu sinh như tim mạch, răng hàm mặt, v.v. Bên cạnh đó, khoa phụ sản còn thực hiện tầm soát, phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý phụ khoa, các trường hợp rối loạn phóng noãn, các vấn đề liên quan đến ung thư phụ khoa, ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung, ung thư buồng trứng, v.v. cũng như là tư vấn và thực hiện các phương pháp kế hoạch hóa gia đình. Sự khác biệt của khoa phụ sản Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là nằm trong một bệnh viện có đầy đủ các chuyên khoa sâu cùng hỗ trợ, các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, các trung tâm chuyên khoa sâu của bệnh viện sẽ phối hợp đồng bộ với nhau nhằm cung cấp hệ thống điều trị an toàn, tối ưu cho người bệnh có nhiều bệnh lý nội, ngoại khoa kết hợp. Khoa được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế, đồng thời sử dụng hệ thống xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh hiện đại của bệnh viện, cho phép công tác chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh lý diễn ra chính xác. Khu vực chăm sóc đặc biệt dành cho mẹ và trẻ sơ sinh, phòng nghỉ dưỡng và các dịch vụ hỗ trợ như ăn uống, giặt ủi, phiên dịch, wifi, internet, đặt hẹn tái khám qua điện thoại sau xuất viện. Tại khoa phụ sản, cung cấp môi trường điều trị thoải mái với đầy đủ tiện nghi, giúp người bệnh hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Với phương châm nâng niu mầm sống, đón mừng tương lai, khoa phụ sản Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy dành cho tất cả phụ nữ và trẻ em, mang đến sức khỏe,
niềm tin và sự hài lòng cho người bệnh bằng chất lượng dịch vụ y tế tối ưu và an toàn nhất. Thông tin liên hệ đến khoa phụ sản, quý vị có thể đến lầu 4 khu B, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, số 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP.HCM. Hoặc có thể đến phòng khám sản phụ khoa, phòng khám số 77-80, tầng 1 khu B, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cũng với địa chỉ 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP.HCM, quý vị nhé. Ngoài ra thì tại bệnh viện cũng có đơn vị chẩn đoán trước sinh sẽ nằm ở tầng 2 khu B của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Bên cạnh đó, nếu mà quý vị có những thắc mắc thì cũng có thể gọi điện đến số điện thoại 028-3952-5230 hoặc 028-3952-5220 quý vị nhé. Email chẩn đoán trước sinh a@umc.edu.vn. Dạ vâng, vừa rồi là những giới thiệu về khoa phụ sản của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.